MDIT là một danh hiệu vô cùng cao quý dành cho người đại lý trên khắp mọi miền của Tổ quốc cũng như là ở trên thế giới. Và hàng năm thì tất cả đại lý đều mong muốn hướng đến danh hiệu MDIT này để khẳng định vai trò của mình cũng như những cái giá trị mà mình có thể tạo được trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. MDIT nó là một danh hiệu cao quý của ngành bảo hiểm, và khi mình đạt được rồi thì mình nghĩ rằng là tất cả mọi người, các khách hàng đã cảm thấy tin tưởng hơn vào cái việc nỗ lực làm việc và cái sự gắn bó, quyết tâm theo đuổi nghề của mình. Khi mà khách hàng tới các văn phòng bảo hiểm của AAA trên toàn quốc thì sẽ thấy một cái biển đó là ưu tiên phục vụ cho khách hàng của MDIT. Và đối với danh hiệu MDIT thì tôi mong muốn mang đến cho khách hàng của mình những cái giá trị chăm sóc cũng như là phục vụ tốt hơn nữa. MDIT là một danh hiệu mà tất cả mọi người hãy nghĩ đến, giống như một câu nói rằng đời người làm bảo hiểm nhân thọ có hai thứ không nên bỏ qua. Một là hãy bảo vệ khách hàng một cách chân thành, và hai là trở thành MDIT. MDIT là đỉnh cao danh vọng của một người đại lý bảo hiểm nhân thọ. Tôi hy vọng rằng tất cả các anh chị đại lý trên toàn quốc, đặc biệt là ở AAA nói riêng, đều sẽ được sở hữu cái danh hiệu này để các anh chị thấy rằng là tất cả nỗ lực của chúng ta đều xứng đáng.